Tôi là Nguyễn Văn Phi, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1967 tại xóm Mỹ Nghị, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tôi tham gia quân đội tháng 2 năm 1985, đóng tại Cao Bằng. Sau gần 4 năm thì tôi trở về quê hương. Hiện nay bản thân tôi thì đang công tác tại xóm, là trưởng xóm Hữu Nghị và là đại biểu Hội đồng Nhân dân và cũng là tham gia chương trình Hội cựu chiến binh. Dạ vâng, cháu biết chú là một người nghiện thuốc lá lâu năm. Không biết là chú hút thuốc lá chính xác từ năm bao nhiêu tuổi và một ngày thì mình hút bao nhiêu điếu ạ? Nói về thuốc lá ấy, thì tôi hút thuốc từ năm 16 tuổi. Thì từ đó cho đến nay thì hầu như tôi chưa bỏ được. Hút liên tục mà thậm chí còn nhiều khi còn thèm đến nỗi mà đi xin thuốc mà hút, bởi vì có tiền mà có nó không có tiền. Nhưng mà đặc biệt thuốc nào thì tôi không hút, nhưng mà thuốc lá thì tôi hút từ năm 16 tuổi và cho đến hôm nay thì chắc cũng có phải trên 40 năm rồi. Trung bình thì ngày một gói là bằng 20 điếu, nhưng mà có cái thời điểm cao điểm mà mình đi làm hoặc là đi biển thì phải hút lên tầm cỡ 30 cho đến 35 điếu thuốc một ngày. Đấy, bởi vì khi mà mình đưa thuốc đi thì mình hút hết, mình biết mà và hôm nay là mình đã hút hết bao ngày. Dạ vâng ạ, không biết nguyên nhân đặc biệt nào khiến chú bắt đầu hút thuốc lá? Cái nguyên nhân thì nó cũng rất là thấy người ta hút thì mình hút thôi. Đấy, nhìn thấy họ hút kiểu con bé ấy, cũng thích là người lớn tí. Thôi nào hút con bé mà. Một điếu thuốc cầm oai nắm ra người lớn rồi. Biết ngày xưa biết hút thuốc lá là ra người lớn đấy. Ừ, hay vậy. Còn chưa biết hút thuốc lá là coi khi là còn trẻ con. Cũng thể hiện tí vậy rồi dần dần nghiện vào. Hồi ý thì còn nhỏ, 16 tuổi đã hút thuốc rồi. Thì đi bộ đội thì ui giời càng nghiện thế. Rồi cái đợt mà 18 tuổi là đi bộ đội. Sau cái thời gian đó thì vào quân đội thì nó có nhiều cái thời gian thì càng nghiện nhiều. Rồi một cái thời gian sau khi bộ đội về thì tôi lại đi biển, đi đánh lưới ở ngoài biển đấy, là đánh ở trong bờ thôi. Đấy, nhưng mà khi ngâm nước mà, tại vì mình không có đi tàu bè gì cả, mà mình đánh bộ, đánh bằng kheo. Đấy. Thì đánh ở ngoài biển thì nó khi mà ngâm nước nó lạnh là thường là khi mình đánh xong thì mình nên là 3 rượu phải chậm được thuốc. Lúc đó nó cực thèm rồi. Đấy. Đấy, lúc đó là nó thuốc là nó rất là thèm nên nó hút. Hút xong cái thì tí xuống lại hút tiếp. Có nghĩa là nó hút vô tội vô vạ luôn. Hút thuốc nó cảm thấy nó như cái kiểu là mình như muốn ăn đi thuốc ý. Đi ra biển mà không có thuốc thì quay trở về chứ làm gì có đi đâu. Tức là phải có thuốc là trong người là yên tâm rồi bắt đầu phải đi biển. Nó nghiện đến mức độ như vậy đấy. Chú hút thuốc lá nhiều năm như vậy rồi thì thuốc lá ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chú ạ? Thực sự ra là hút đúng nó độc hại thật. Có những thời kỳ mà nó cảm nó yếu. Nó kéo hen lên ý. Nằm ngủ ban đêm này đúng như là mình bị hen luôn. Úi sợ lắm. Bây giờ nó thở đấy, thở nó kéo co cử, kéo hen lên, ho đờm. Nó cứ ho vậy thôi mà ho ở thường về đêm nhiều. 3 giờ đêm. 3 giờ đêm là lúc đó kiểu thiếu oxy ấy. Nó ho nhiều. Ho có lần là cong người lên ý. Úi giời vợ chửi và ho cái này ai ngủ được. Uống 20 liều thuốc ho. Nhưng không khỏi. Do thuốc đấy mình nghĩ là mình bảo này chỉ có thuốc thôi. Leo được nửa cầu thang kia tự nguyên thấy nó rất là mệt. Ôi mình nghĩ mà sao đây hay nhỉ. Mình mới leo được có nửa cầu thang mà sao đấy mệt như này. Thì thực lúc đó thì mình chỉ rờ ngược thôi. Đấy, rờ ngược mình bảo là khả năng là cũng nghĩ thuốc thôi. Thì người ta cũng bảo là do thuốc lá nó làm cũng nhiều. Thì nghĩ đi nghĩ lại cái tình trạng này thì chắc là cũng không thể thể thọ được. Nên là quyết tâm bỏ. Vậy thì đã có lần nào chú tự bỏ thuốc lá chưa ạ? Có một lần là đi viện. Đi viện là hồi đó là bị áp xe gan. Vì uống bia. Đấy, uống bia nhiều. Vậy xong là bị áp xe gan. Thì quyết tâm bỏ. Không có bằng hình thức gì cả. Tự bỏ. Nhưng bỏ được 2 ngày. Lại hút lại. Không có từ đấy đi là không có cách nào được. Tức là cũng chẳng biết có cách nào mà mình có thể bỏ được thuốc gì. Hay là dùng cái gì mà bỏ được thuốc bây giờ.
Thì đi hỏi họ thì họ bảo là ngậm kẹo với ngậm cái gì đấy. Nhưng mà nhiều người họ bảo là tôi cũng thử rồi nhưng mà không được, vẫn cứ bị hụt nải đấy. Vậy xong mình bảo thế vậy thì chịu rồi. Thì hôm ý là tình cờ thì tôi đang ngồi tôi xem ấy. Thì tức là tôi cũng đang bấm cái tivi để tôi xem. Thì vô tình bấm cái kênh tức là Quốc hội à, thì tôi bất gặp là bác sĩ gì thì không nhớ tên à, nhưng mà đang nói về tác hại của thuốc lá à, thì tôi nghe được có một cái câu là một điếu thuốc hơn 1.000 tức là cái chất độc hại, trong đó nó có nicotine cái gì gây nghiện rồi nó nói chung là rất là tác hại. Mà bác sĩ có nói một câu là bỏ càng nhanh càng sớm càng tốt à, mỗi một điếu thuốc như vậy thì tôi mới ngồi tôi nhận. Một ngày là tôi hút 20 điếu vào một gói đi. Đấy, gọi là ngày hút ít đấy là một gói. Vậy tôi nhân lên là một tháng. Đấy, thì có nghĩa là tôi thấy nó kinh khủng quá. Khéo mà thôi bỏ nhanh có chết. Bác sĩ nói là qua nhiều cách tức là cai nghiện thuốc lá này. Nhưng mà chỉ có Bodhisattva mốc này không có cái loại nào khác mà không độc hại. Cái nhớ cái hai nữa là ở Việt Nam thì chỉ có một cái này thôi. Ở thấy bác sĩ nghe nói chắc chắn như vậy là tin luôn là dùng luôn. Được sự hướng dẫn của thế này cái chị bán Bodhisattva mốc này, chị bảo vậy thì chú cứ làm theo cách như thế này thì cứ nếu chú thèm thì chú sẽ rót một cái cốc này rồi chú xúc miệng xong bắt đầu là một lúc rồi chú châm điếu thuốc chú hút. Thì tôi làm đúng như vậy, thì đầu tiên thì cũng làm đúng như vậy thì nó đắng đã ấy rồi, đã thấy khá ý rồi. Đấy, lần thứ hai thì ô cái ngày hôm ý đã thử một lần thì đã thấy nó chán thuốc rồi, không muốn hút nữa rồi. Đấy, lần thứ hai thì nó đắng, sao lại đắng gắt vậy. Đấy, cũng làm đúng như vậy. Lần thứ hai coi như gần như là muốn vất thuốc đi đâu. Đấy, hút được có vài một tí đâu, một tí là vất đi thuốc đi đâu. Đấy, vậy là đến lần thứ ba thì bắt đầu là coi không ấy, coi không hút được tí nào, nó đắng kinh khủng. Vậy chỉ châm vào một cái là thôi vật điều thuốc đi là từ đấy thì thôi. Cứ nên nghiện nó thật là nhạt mồm này mà muốn hút thuốc này thì mình bị súng miệng. Vì mình còn hạ quyết tâm cao mà dứt điểm phải bỏ. Thế cho nên là có 3 lần là mình bỏ được. Bây giờ mà hút ra không hút được. Mà từ mấy tháng nay rồi có động gì nào không động gì, bỏ không có mạng không nghĩ đến thuốc nào nữa. Đấy, mua một thuốc này tôi cứ mua một cây một thế để ở nhà. Vậy xong đến khi mà xúc Bodhisattva mốc này mà rồi bỏ thì trong nhà còn gần một cây thuốc nữa đưa cho luôn, có hút nào không hút nữa và bây giờ cũng không hút được. Kể cả bạn bè anh em ngồi hút bốn xung quanh này nó cũng kích bác, nó bảo chứ đang hút như vậy hơn 40 năm mà sao bỏ được, ông bỏ được. Bà ơ không bỏ rồi, bỏ không phải. Không, ông cứ làm điếu đi, không mà không là không, hút là không. Vậy nó khiếp mình thì bảo ơ ông này giỏi nhỉ, hơn 40 năm mà giờ tự bỏ được. Vậy xong rồi bảo mấy anh em bảo thôi tiếp bỏ. Bởi vì cái thuốc lá này thực ra tôi thấy nó cũng ngại lắm. Mà khả năng là nếu như mà không bỏ khéo mà đi trước vợ con này. Cái hai nữa là thực ra nó tốn tiền. Khi mà một ngày một gói cho đến hơn một gói thì cứ một tuần là tầm cỡ một cây. Một cây thuốc bình thường bây giờ thì mới có, tức là mua thuốc rẻ có 10.000 thôi. Đấy, thì cũng hết một tuần là 100.000. Một tháng thì 4 cây thì mất 400.000 rồi. Thì một năm thì cũng khoảng 5 triệu tiền thuốc. Thì nếu mà tính ra thì người ta không hút thuốc thì người ta bỏ cái tiền đó ra. Đấy, nhưng mình hút thuốc thì mình phải mất cái tiền đó. Là một năm thì nó mất 4-5 triệu cái tiền thuốc lá rồi. Vừa là mất tiền, vừa là độc hại, mà chẳng đem lại lợi ích gì, mà chẳng có chi phí phèo thì thôi. Khi mình bỏ mình bảo chứ chả thấy gì cả. Tức là nó hút thuốc có gì đâu. Đấy, mà lúc nghiện thì nghiện vậy, mà thích vậy. Chúc mừng chú đã bỏ được thuốc lá thành công ạ. Khi bỏ được thuốc lá thì chú thấy sức khỏe của mình thay đổi như thế nào ạ? Từ khi bỏ thuốc cho đến bây giờ thì sức khỏe rất tốt. Vì ngủ, thở, ngực là thông thoáng, không còn đờm, mà không còn kéo hen có nhị nữa. Đấy, cái sướng cái là nó như vậy. Khỏe không sao cả.
thở ho đỡ, đờm không có, ngực thoáng. Đấy, khỏe không có vấn đề. Dùng cái body sang bốc này thì nó không có cái gì là cái tác dụng phụ cả. Bởi vì nó không có. Dùng vô tư thoải mái bởi vì nó là cái gần như là nó là thảo dược. Đấy. Nó không độc hại. Mà dùng từ ngày đó cho đến bây giờ thì người không có vấn đề gì cả. Nó không có độc hại gì. Thì cái này nó là thảo dược. Ăn uống hay là mọi sinh hoạt không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có hút thuốc lá nó có phản hồi thôi. Bởi vì mà mình ăn nhưng hoặc là mình sinh hoạt tất cả mọi cái thì nó không có cái phản hồi gì. Nhưng mà riêng hút thuốc lá là phản hồi ngay. Đắng ngắt. Hay vậy. Vâng, cháu cảm ơn những chia sẻ của chú ạ. Chúc chú thật nhiều sức khỏe này và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Vâng.